đó. Tâm lý của mình chuyển biến từ giai đoạn này giai đoạn khác. Chỉ có một mình thôi, cứ có cái gì đó rình rập mình á. Khi mà vào phòng trải nghiệm như các bạn thấy thì cảm giác rất là sợ. Thật sự là rất là sợ hãi. Mình rất là muốn được sở hữu chiếc kính 4D này. Rất là muốn có cái kính 4D này. Mình cũng rất là muốn là mình sẽ có một cái kính 4D này để về xem. When the pain finally kills you.